Các bác thân mến, tiếp tục ở video clip lần này em sẽ phối ghép một bộ cấu hình nghe nhạc vàng nữa để giới thiệu đến các bác về bộ cấu hình này. Và trước tiên thì các bác nhìn thấy gồm có cặp loa Ditone 66 đến từ Anh Quốc. Đây là một mẫu model rất là nổi tiếng, được những người chơi audio đánh giá rất cao về chất âm. Và ở video clip lần trước thì em cũng đã sử dụng một chiếc âm ly đến từ thương hiệu Pioneer của Nhật Bản để kết hợp với cặp loa này. Các bác cũng đã được nghe và thưởng thức chất âm ở video clip đó rồi. Còn ở video clip lần này thì em sử dụng một mẫu model khác đến từ thương hiệu khác để kết hợp với cặp loa này để các bác có thêm trải nghiệm tham khảo về các phương án phối ghép khác nhau. Các bác đều đã biết đối với mỗi một dòng loa khi chúng ta thay đổi những mẫu âm ly đến từ những thương hiệu khác nhau thì nó đem lại cái chất âm khác nhau. Do đó thì tùy theo cái sở thích cũng như là cái gu nghe của mỗi người để chúng ta có thể lựa chọn những cặp loa, những chiếc âm ly để nó đem lại cái chất âm phù hợp với cái gu nghe của mình. Và sau đây thì em sẽ tiến lại gần để cùng các bác sẽ đi quan sát cụ thể cho bộ ba sản phẩm này. Trước tiên thì các bác nhìn thấy đây là tổng thể ở mặt trước của cặp loa Ditone 66. Đối với dòng này thì các bác thấy nó sử dụng đến 4 loa trên một thân thùng và nó sử dụng đến 2 loa bass. Trong khi đó thì có một loa bass điện và một loa bass cộng hưởng hay nhiều bác gọi là bass hơi. Bass ở phía dưới là bass cộng hưởng và bass ở phía trên là bass điện. Và nó sử dụng một loa trung đô và một loa chắp được bố trí nằm ở phía trên. Toàn thân thì các bác thấy được bố trí thùng màu vàng sẫm rất là đẹp. Cặp loa này thì nó có chiều cao vào khoảng 1m, ngang vào khoảng 38 và sâu vào khoảng 29. Và nó có trọng lượng vào khoảng tầm 26kg, em cũng nhớ mang máng tầm đó. Và nó có trở kháng là 8 ohm và có độ nhạy là 90 dB. Chất âm của dòng này thì các bác biết rồi, đem đến âm thanh cực kỳ là trong sáng, nghe tiếng của nó rất là bông tơi, đặc trưng của những dòng loa Anh. Các bác đã biết cái nét đặc trưng của những thương hiệu audio đến từ Anh rồi. Và cặp loa này thì có mức giá là 39 triệu đồng. Các bác thấy ở video clip lần này thì em sử dụng một chiếc âm ly đến từ thương hiệu Denon của Nhật Bản. Đó là dòng model S10 3 la mã phiên bản Limited. Các bác đều đã biết đây là dòng phiên bản phát hành với số lượng hạn chế. Cho nên thì các bác thấy được các kỹ sư của hãng Denon thiết kế rất là ưu ái cho dòng model này. Và đối với dòng này thì nó sử dụng công nghệ Ultra và đều sử dụng sò MOSFET. Và nó sử dụng lên tới là 16 con sò MOSFET. Sử dụng một tăng phô nguồn hình tròn được bố trí nằm ở chính giữa. Và nó có công suất tiêu thụ điện là 300W, sử dụng đánh hai cầu AB. Toàn thân ở mặt trước thì các bác thấy nó được bố trí mặt màu vàng chanh. Và các bác thấy nó được thiết kế rất là khỏe khoắn, được bố trí bo góc này. Chế độ chỉnh bass, chép, ba lăng, DJ, volume, Z-out selector, rồi là input selector. Các bác thấy biểu tượng rất là rõ, phiên bản limited, phát hành với số lượng hạn chế. Cho nên những dòng âm ly này thì trên thị trường cũng không có nhiều. Và chiếc âm ly với tình trạng không có bất cứ một cái điểm trừ nào về mặt ở phía trước cũng như là ở phía trên nắp của chiếc âm ly này thì có mức giá là 37 triệu đồng. Ở phía trên này thì các bác thấy đây là chiếc đầu CD Tech 25XS. Các bác thấy thì em cũng zoom rất là sát rồi để tìm ra khuyết điểm của nó, nhưng mà các bác thấy không có bất cứ một cái khuyết điểm nào. Đây là những sản phẩm đã được bên cửa hàng của chúng em tuyển chọn thì các bác thấy rất là mỹ mãn. Sử dụng mặt phay nhôm xước và các bác thấy power, cửa đĩa, rồi là màn hình vi tính, chế độ sit top và line neck bar. Tình trạng của nó thì các bác miễn chê rồi. Nó quá xuất sắc luôn. Và dòng này thì nó vừa chạy CD, ngoài ra thì nó có tính năng giải mã DAC. Nếu như các bác không nghe nhạc từ đĩa CD thì các bác có thể nghe nhạc mạng và các bác có thể sử dụng bộ giải mã DAC của chiếc đầu này thì nó đem đến chất lượng âm thanh rất là hay. Và chiếc đầu này ngoài việc xuất tín hiệu ra bằng đường analog thì nó trang bị cho chúng ta xuất tín hiệu ra bằng đường 3 chân. Và chiếc đầu này nó còn đầy đủ chân đế này, khiển zin, dây nguồn zin, táp lô, có mức giá là 36 triệu đồng. Các bác thấy với tình trạng thì mỹ mãn nhá. Và như vậy vừa rồi thì em cũng đã giới thiệu sơ qua đến các bác về bộ ba sản phẩm này rồi. Và sau đây thì cũng không nói lan man nữa, thì giá của từng sản phẩm thì em cũng đã báo cụ thể rồi. Và sau đây thì em sẽ đi vào test âm để các bác cùng vào nghe và thưởng thức chất âm trên bộ ba sản phẩm này khi chúng ta kết hợp với nhau. Và các bác nhớ, các bác có nhu cầu mua sắm hay cần tư vấn phối ghép thì các bác có thể liên hệ với bên cửa hàng của chúng em qua số điện thoại hiển thị trên tấm biển xanh đây. Còn khóc chi
em thôi buồn chi em, dù có thương đâu mình cũng xa rời. Ngày nào ta mơ chung đôi, ngờ đâu nay chia hai nơi, vui buồn ai biết trong đời. Đừng trách nghe anh, xin hiểu cho em, tình trái ngang nên mình lỡ duyên tình. Thì thôi anh quên chuyện xưa, cho anh cho em để một người vui với đời. Mãi mãi cách xa nhau, tòa đây ấy khiến tôi hai người thà đừng biết nhau thì thôi. Giờ những thứ xưa xin trả cho anh, trời đã phân chia tình nghĩa không thành. Đường em đi em đi, niềm vui theo tháng ngày. Đừng trách nghe anh, xin hiểu cho em, tình trái ngang nên mình lỡ duyên tình. Thì thôi em quên chuyện xưa, cho anh cho em để một người vui với đời. Mãi mãi cách xa nhau, tòa đây ấy khiến tôi hai người thà đừng biết nhau thì thôi. Giờ những thứ xưa xin trả cho anh, trời đã phân chia tình nghĩa không thành. Đường em